Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom, mình là Hoàng. Và như anh em biết thì những chiếc 4050 desktop thì chưa về tay của người dùng, nhưng mà những chiếc 4050 laptop thì đã quá là về rồi. Ví dụ như là chiếc Gigabyte G5 đây, có cả phiên bản 3050 và phiên bản 4050 ở tại Hacom nữa. Nhưng như mình đã hứa thì mình sẽ làm cho anh em một video so sánh giữa hiệu năng của 4050 và 3050. Liệu rằng anh em có nên mua 4050 không? Hay là anh em đang có 3050 rồi thì có cần nhất thiết phải nâng lên 4050 không? Thì câu trả lời sẽ là video này anh em nhé. Thì đây là chiếc laptop Gigabyte G5. Rất may mắn là Gigabyte họ cho chúng ta những chiếc laptop có cùng cấu hình, có cùng CPU, có cùng RAM, có cùng màn hình, có cùng bàn phím, có cùng chassis, có cùng độ phân giải, độ tản nhiệt các kiểu. Nhưng chỉ khác đó chính là chiếc card màn hình thôi. Điều đó sẽ giúp mình dễ dàng so sánh hơn giữa chiếc GE và chiếc MF đã trả hãng rồi ở đây. Đấy. Thì bây giờ thì nếu anh em nhìn vào cái thông số ấy, anh có thể thấy rằng là 3050 và 4050 là cùng hạng cân. Tức là tại sao? Bởi vì nó đều là dùng chip 107, mỗi tội là chiếc 4050 thì sử dụng là Ampere, Ada Lovelace, còn chiếc 3050 thì sử dụng là cấu trúc Ampere mà thôi. Nhưng con số đó là điểm giống nhau duy nhất của những chiếc card này. Về VRAM của chiếc 4050 cũng tăng, về Tensor Core, về RT Core, về các thứ kiểu của 4050 đều tăng hơn so với cả 3050. Nhưng điều đó cũng có dẫn tới một thứ tăng, đó chính là mức điện tiêu thụ. Anh em có thể thấy đấy, 3050 tiêu thụ từ 45 tới 80W điện, còn chiếc 4050 thì có thể tiêu thụ từ 50W tới 115 cơ. Thực sự là con số rất lớn, đặc biệt với những chiếc laptop mỏng nhẹ và gọi là gaming entry như này. Nhưng liệu rằng cái sự tăng trưởng đấy có dẫn tới cái sự tăng về hiệu năng không? Câu trả lời là có anh em nhá, nhưng không phải trong những tựa game eSports. Nếu anh em chơi eSports thì mình thấy rằng là không có sự chênh lệch gì cả giữa hai cái máy. Bởi vì anh em phải nhìn rằng nhá, khi mà mình chơi ở 4050 và 3050 ấy, ở tựa game CSGO và Dota 2, vì một lý do nào đó cả hai máy đều có mức hiệu năng bằng nhau, cả hai tựa game luôn, một cái mức diệu kỳ đấy, gần như là chênh lệch kiểu chỉ một FPS ấy. Điều này thì tại sao nó lại bằng nhau như thế thì tí nữa mình sẽ giải thích cho anh em. Còn nếu anh em chơi game AAA thì mình có thể đảm bảo rằng 4050 là sự lựa chọn hoàn hảo luôn, bởi vì cùng với sự tăng trưởng 25% về độ Core thì chiếc máy tính 4050 chúng ta cũng tăng trưởng vào tầm 25% về hiệu năng chơi game. Ví dụ như trong tựa game Battle 5 thì chiếc 4050 tăng lên tới là 27% hiệu năng, còn ở trong tựa game Cry 5 thì tăng lên tới là 30%, còn ví dụ như là trong Shadow of the Tomb Raider thì cũng tăng lên tới là 22%, một con số rất là ấn tượng. Thực sự đây là một sự tăng trưởng mình thấy là tương đối lớn, đặc biệt với giữa hai chiếc laptop với một đời cách nhau cũng không quá là lâu. Nhưng cái thứ mà lý do tại sao mà mình muốn chọn con 4050 này nó không phải là vì anh em ví dụ như là thay vì chơi 60 fps được 80 hay là 100 fps thì được 120, 130, mà là cái sự hiệu quả giữa việc chuyển đổi từ điện năng sang cái hiệu năng. Anh em phải biết rằng là tuy rằng chiếc 4050 có hiệu năng cao hơn, mức xung cao hơn, đều hơn, nhưng nó cũng tiêu thụ điện ít hơn, lại còn mát hơn nữa. Anh em phải hiểu rằng cái điểm hotspot của chiếc 4050 bằng với cả nhiệt độ bình thường của chiếc 3050 khi mà chơi game. Thế nhưng xem đến đây anh em nghĩ rằng chiếc 4050 này rất tuyệt vời, nhưng nhìn kỹ thì anh nhận ra rằng là chiếc này đang bị nghẽn. Tại sao bị nghẽn? Không phải là nghẽn CPU nhá, 12500H đây chạy rất ổn thỏa, rất ok luôn. Cái thứ nghẽn ấy đó chính là RAM. Chiếc Gigabyte G5 đây chỉ có đúng một thanh 8GB thôi anh em ạ, một thanh 8GB thôi, và một thanh 8GB có vẻ như là cái thứ giới hạn trong bộ máy này. Nếu mà anh em nhìn ấy thì cả hai bộ máy này đang đều sử dụng gần như là tối đa thanh 8GB đấy, dẫn tới hiện tượng đó chính là ví dụ như là chiếc 3050 nó yếu hơn thì ok, nó chạm được cái mức của RAM, nhưng chiếc GPU vẫn có thể dùng được. Nhưng vì chiếc 4050 có thể mạnh hơn rất nhiều, thế nên nó chỉ cái mức hiệu năng chỉ tăng lên một chút thôi, và vẫn còn một khoảng hiệu năng ở trên này chưa được sử dụng của 4050. Điều đó thì đã tạo nên cái sự gọi là câu hỏi như này, một cái câu hỏi tạo ra một câu hỏi như này là liệu rằng anh em có sẵn sàng mua một chiếc laptop rồi để về nâng cấp lên 16GB RAM, hoặc là bản thân mình bỏ thêm vài 1 triệu, 2 triệu nữa để nâng lên bản 16GB RAM không? Hay là anh em cảm thấy rằng là dù cũng chỉ có 8GB RAM, dù đang bị nghẽn, dù đang không sử dụng tối đa mà vẫn mạnh hơn tận hơn 20% so với cả chiếc 3050 này, thì liệu nó có đáng mua không? Đó, câu trả lời hay là câu hỏi này là dành cho anh em nhé. Cái lựa chọn là quyền của anh em. Còn nếu mà để về kết luận ấy thì mình cảm thấy rằng chiếc 4050 này nó là một chiếc 4050 rất tốt. Nằm trong chiếc Gigabyte G5 này có một hệ thống tản nhiệt cũng rất là tốt, nhưng bị giới hạn một chút bởi vì RAM. Đó. Vậy thì những người nào nên mua chiếc 4050 này? Thứ nhất, những anh em nào đang tìm mua một chiếc laptop có mức giá rẻ và hiệu năng tốt, Chiếc 4050 này còn đi kèm với cả chiếc 12500H nữa, dẫn tới việc là anh em mua cực kỳ là thoải mái vì họ đang chơi game và làm việc. Nhưng nếu anh em nào đang sở hữu chiếc 3050 rồi, hoặc là anh em mà đang chơi những cái game eSports ấy và cảm thấy hài lòng với mức FPS của mình, thì mình nghĩ rằng chiếc GE, tức là chiếc 3050 này vẫn cực kỳ là thoải mái. Còn cuối cùng thì anh em thì sao? Anh em lựa chọn những gì? Anh em sẽ chọn cái chi? Điều đó thì tùy thuộc hết vào anh em thôi. Nói chung là cảm ơn anh em đã xem video này. Hy vọng gặp lại anh em tại video sau nhé.